Vào trưa ngày 31 tháng 3 theo giờ Việt Nam, Jisoo đã chính thức debut solo với MV Flower. Như vậy thì cô chị cả của Blackpink cũng ra mắt sản phẩm riêng sau khi ba thành viên còn lại lần lượt sở hữu những bản hit cá nhân. Thỏa lòng mong đợi từ công chúng, dự án mới của nữ idol gây ấn tượng bởi độ hoành tráng công phu. Đặc biệt ở mặt hình ảnh, người đẹp còn khiến fan choáng ngợp khi sử dụng 12 outfit đậm mùi tiền. Mở đầu MV, Jisoo xuất hiện với hình ảnh tựa nàng thơ, diện mẫu váy trắng hai dây ngắn. Dù không quá cầu kỳ, song thiết kế này có giá trị khiến fan phải choáng. Cụ thể đây là bộ cánh nằm trong bộ sưu tập mới nhất của nhà mốt Dior. Chỉ diễn vài phân cảnh trong nhà, song nữ idol đã sử dụng thiết kế có giá 16,7 triệu đồng. Chị cả Blackpink còn kết hợp thêm mẫu cao gót 26 triệu đồng. Thoát khỏi hình ảnh nhẹ nhàng trong set quay đầu tiên, Jisoo lại biến hóa với phong cách ma mị quyền lực, mặc nguyên cây đen. Người đẹp lựa chọn kết hợp giữa chân váy dài và mẫu áo kiểu tay ngắn xuyên thấu, chiếc corset bản to giúp bộ cánh có điểm nhấn hơn. Ba item này đều đến từ thương hiệu Dior, nhà mốt cô đang làm đại sứ. Đôi hoa tai của hãng Cartier cũng làm tạo hình của nữ thần tượng trở nên duyên dáng hơn. Tổng set đồ này của cô chị cả Blackpink có giá gần 1,9 tỷ đồng. Chuyển cảnh thì người đẹp lại hóa quý cô cổ điển trong phong cách khiêu vũ mang đậm phong cách hoàng gia. Tại đây, cô sử dụng thiết kế Couture của nhà mốt nội địa Hàn có giá là 51,5 triệu đồng. Mẫu đầm đỏ được cô sử dụng trong phân cảnh tiếp theo thuộc thương hiệu Rick Owen có giá 57,4 triệu đồng. Không chỉ outfit chính, loạt phụ kiện đi cùng cũng có giá trị đắt sắt ra miếng. Cụ thể, đôi găng tay đỏ có chi tiết cắt áo độc đáo được người đẹp sử dụng có giá gần 4,5 triệu đồng. Theo tiết lộ từ phía công ty, sản phẩm debut của Jisoo được đầu tư với kinh phí khủng nhất từ trước đến nay, vì vậy các trang phục được nữ idol sử dụng đều có giá trị cao. Qua bàn tay của stylist nhà YG, nhiều thiết kế hàng hiệu được cắt xén thay đổi kiểu dáng để phù hợp với tạo hình trong MV của nữ ca sĩ. Trong bộ cánh tông tím của thương hiệu Versace, stylist Jisoo không ngại cắt mất phần rèn của mẫu váy mới nhất trong bộ sưu tập xuân hè của hãng. Nữ thần tượng được khen mặc đẹp hơn cả mẫu gốc. Chưa tính đến outfit chính, đôi khuyên tai được Jisoo sử dụng trong set đồ này có giá là hơn 3 tỷ đồng. Ở tạo hình nổi loạn, Jisoo mang đến vẻ đẹp phóng khoáng cá tính khi diện trang phục sequin xanh đậm cá tính của thương hiệu Lee. Những thiết kế màu xanh được người đẹp ưu tiên sử dụng trong xuyên suốt MV. Cảm ơn các bạn đã theo dõi những video của kênh Top Sao Hàn. Và các bạn đừng quên ủng hộ chúng mình bằng cách ấn like, share và subscribe kênh và bật quả chuông thông báo để nhận những thông tin mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Thank you.